Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Ngọc Tân và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Danh Thượng trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2020 do câu lạc bộ bóng chuyền hơi Hiệp Hòa tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển Ngọc Tân phía xa mà là các bạn và đội tuyển Danh Thượng phía gần mà là các bạn. Trận đấu được diễn ra tại trường phổ thông trung học số 3 Hiệp Hòa. Vừa rồi là điểm cho Danh Thượng 1-0, tỷ số bây giờ là 1-0, tuyển Danh Thượng phát bóng. Đồng thời diễn ra lúc này thì trong có hai trận đấu của hai sân, đó là bóng của sân nọ bị bay sang sân kia, trận đấu tạm dừng rất nhiều. Các bạn thông cảm bởi vì cái điều kiện của ban tổ chức. Số 4. Với đội Danh Thượng thì đây là trận đấu đầu tiên mình được xem và bình luận lại. Bóng không qua lưới rồi, điểm cho Ngọc Tân 2-1. Bóng không qua lưới rồi, thêm một điểm nữa cho tuyển Ngọc Tân, 3-1, tuyển Ngọc Tân phát bóng. Pha bỏ nhỏ thành công của Ngọc Tân, 4-1 cho Ngọc Tân. Vừa rồi là pha bỏ nhỏ rất sáng tạo của các cầu thủ Ngọc Tân. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, điểm cho Ngọc Tân 5-1. Đúng, tỷ số bây giờ vẫn là 5-1, hai đội có vẻ là khiếu nại về với trọng tài. Pha xả thân cứu bóng của các cầu thủ Danh Thượng rất tuyệt vời. Không được rồi, một pha không hiểu với nhau của hai cầu thủ Danh Thượng. 6-1 cho Ngọc Tân. Vẫn còn. Vừa rồi là bóng trong sân, điểm 2-6 cho Danh Thượng, điểm số thứ hai của trận đấu. Bóng lăn lưới lại rơi về sân bên này, điểm cho Ngọc Tân 7-2. Rất hấp dẫn các bạn ạ, bởi vì đội tuyển Danh Thượng có vẻ là lạ sân lạ bóng, bóng nơi tự do. Điểm cho Danh Thượng 3-7. Ở trong cái giải đấu của câu lạc bộ Hiệp Hòa, câu lạc bộ bóng chuyền hơi Hiệp Hòa tổ chức lần này, thực ra mình thấy bốn cầu thủ có thể hình sumo, nhưng thực ra có lối đánh bóng rất hay. Cầu thủ số 5, cầu thủ số 6 và hai cầu thủ của Danh Thượng. Cầu thủ số 5 của đội đoàn kết và số 6 của đội nó đội nào nhỉ, qua nhỉ, Bạch Nhẫn.
Bây giờ là bóng ngoài sân. Thủ thứ 6 của đội thị trấn. 8-3 cho Ngọc Tân. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. 9-3 cho Ngọc Tân. Liên tục dứt điểm trong những phút đầu của trận đấu. Số 2 trọng tài không bắt lỗi vạch pha bóng vừa rồi rồi. Bỏ nhỏ thành công của các cầu thủ Ngọc Tân. 12 vừa rồi là số 2 bỏ sân. Số 3 điểm số bây giờ là 13 nghiêng về tuyển Ngọc Tân, khoảng cách 7 điểm cho các cầu thủ Ngọc Tân. Không được rồi. 4-10 cho Danh Thượng. Số 1 của Danh Thượng phát bóng. Bóng không qua lưới rồi. 5-10 cho Danh Thượng. Đồng thời diễn ra trong thời điểm này thì ở sân bên cạnh có đội Đoàn Kết và đội sân bên cạnh, những bóng rơi của hai sân sang rất nhược điểm của cái sân nhà thi đấu này là hai cái sân gần nhau nên nó bóng sang sân liên tục. Đúng ra một số nơi là họ có cái lưới giữa cơ. Điểm số bây giờ là 11-4 cho Ngọc Tân. Sân bên cạnh có đội Đoàn Kết và đội Đồng Lỗ. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Ở cái trận đấy mình cũng quay được vào một trận đang về sau. Rồi là bóng trong sân, điểm cho Danh Thượng. 5-11 72 tỷ số bây giờ là 72 các bạn, căn cứ là bảng số của trọng tài bàn. Vì ở đây ban tổ chức để cái bảng số rất khó nhìn. Nhưng một số nơi họ có cái bàn cơ thì rất dễ nhìn ở các cái giải đấu khác, nhưng mà cái giải đấu này giải đấu gối trước kia thực ra rất khó nhìn. Tỷ số bây giờ là 12-7 nghiêng về tuyển đồng cơ Ngọc Tân. Nỗ lực cứu bóng của Ngọc Tân rất tuyệt vời. Bóng ngoài sân rồi. Tỷ số được nâng lên 13-7 cho Ngọc Tân. Bây giờ là trọng tài cho phát lại pha bóng vừa rồi. Vì trong sân có hai quả bóng bên sân sân bên cạnh bay sang. Lỗi, trọng tài bắt lỗi, lỗi kỹ thuật, lỗi tắc vạch của số 2 bên Danh Thượng. Điểm 14-7, khoảng cách nhân đôi cho Ngọc Tân. Bắt
các nhà gần đây. Khác xã. Đội nhà đang đánh đến. Đây hai quần lâu. Pha đá bóng rất nghi lực của chủ công bên tuyển Danh Thượng. Điểm cho Danh Thượng 8-14. Đó là hai cầu thủ của Danh Thượng này với cầu thủ số 5 của Đoàn Kết và cầu thủ số 6 của thị trấn vẫn còn là một đội bóng thì thật sự nó lý tưởng các bạn ạ. Thiếu một hiện bây giờ là mình thấy là 4 cầu thủ sumo của giải đấu này, trong đó là cầu thủ số 5 của Đoàn Kết, cầu thủ số 6 của thị trấn Thắng và hai cầu thủ của Danh Thượng vào một đội bóng thì thật sự là lý tưởng. Mà đúng thực sự 4 cầu thủ này là toàn những cầu thủ đánh hay. Bóng không có lưới rồi, như vậy là hai bò nhỏ ý rất tốt nhưng bóng không có lưới. Điểm số 15-8 cho Ngọc Tân. Lại một pha bỏ bóng không qua lưới nữa của chuyền hai bên tuyển Danh Thượng. Điểm số 16-8, khoảng cách nhân đôi. Đá bóng tốt của cầu thủ bên Danh Thượng. 9-16. Bóng ngoài sân rồi. Rất tỉnh táo vừa rồi là pha bỏ bóng của số 2 bên tuyển Danh Thượng. 10-16 cho Danh Thượng. Alo cháu à. À đấy à. Ok chào chào. À, đây à. Giờ là điểm 17-9. Mười tám chín cho Ngọc Tân. Điểm cho Danh Thượng. Rồi là bóng đã vào ngoài sân. Điểm cho Danh Thượng. Bảng số thực sự cũng rất khó nhìn và các bạn, điểm số bây giờ là 10-17. Bóng không qua lưới rồi, điểm số nâng lên cho Danh Thượng 12. Nhìn rõ được cái bảng số rất khó các bạn. 12-18 rồi. Điểm số bây giờ là 12-18, thả bóng tốt. 19-12 cho Ngọc Tân. Đúng chính xác, điểm số bây giờ là 19-12. Ở giải đấu này thì ban tổ chức áp dụng xét đấu 21, cách biệt 2 bàn. Ôi giời, cô bé số 10. Rồi là điểm cho Danh Thượng 13-19.
Pha bóng rất dài các bạn ạ. Quả bóng tốt. 20-13 cho các cầu thủ Ngọc Tân. Bóng không qua lưới rồi. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì đội tuyển Ngọc Tân thắng đội tuyển danh thượng với tỷ số 21-13. Mình xin kết thúc phần bình luận đây. Mình còn trận đấu thứ hai thì mình sẽ đăng về sau. Xin chào các bạn. Xin chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới.